Vâng, đồ gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Rất vui được gặp tất cả quý anh chị khách hàng trong video ngày hôm nay. Và đến với video này thì cơ sở Mộc Nam Huy sẽ chỉ ra những cái chi tiết đặc biệt của bộ ghế này, những cái chi tiết mà khiến khách hàng chốt cái bộ ghế này của cơ sở đồ gỗ Mộc Nam Huy nhé. Và ngay như ban đầu đoạn video, quý anh chị khách hàng có thể vừa theo dõi được một chiếc mặt bàn đó. Thì với tiêu chuẩn đầu tiên mà Mộc Nam Huy làm ở trên những bộ bàn ăn của mình, đó là tiêu chuẩn của các cái phần vân đã cố tình được chọn lựa thật là kỹ, bao gồm các bản vân mặt bàn cho tới vân mặt ghế và cho tới các bản vách tựa, tất cả đều được Mộc Nam Huy làm rất là đẹp và chi tiết quý anh chị nhé. Để mà nói làm sao ta, một bộ ghế nó có đẹp hay không thì cái phần lớn nhất của bộ ghế nó không đâu là ngoài cái mặt. Vậy nên thì trước mặt là một cái mà Mộc Nam Huy sẽ là ưu tiên đầu tiên về cái phần vân. Nên là các cái phần mặt này Mộc Nam Huy sẽ cố gắng lựa vân thật đẹp nhé. Trên tiêu chuẩn của bộ bàn này, cơ sở có làm tiêu chuẩn đó là các phần khung tranh mặt, bao gồm khung tranh là 2 phân rưỡi và ván mặt là ván mặt 1 phân ván liền. Và các lớp chì cổ này được Mộc Nam Huy làm với độ dày là 4 phân. Ở video này thì Mộc Nam Huy sẽ chi tiết hơn cho khách hàng bằng cách là em có tháo rời các cái chi tiết ra đây. Tại vì nếu như để mà quay cho quý anh chị từ góc ngoài, từ cạnh ngoài, quý anh chị nhìn thì sẽ hơi khó nhìn và hơi khó để phân biệt là cái hàng này nó dày như thế nào. Thì ở đây quay cận cảnh này một chút cho quý anh chị xem. Cái độ dày 4 phân, hay quay thật là gần, anh chị sẽ dễ nhìn hơn. 4 phân mà trừ đi các cái đường phay rồi, trừ đi đường đục chạm rồi mà nó còn khoảng chừng 2 phân rưỡi. Quý anh chị nhìn thêm này, các cái chi tiết cạnh G được đục dư giãn hoài, nó rất là dày. Ở đây thì bên em cũng có chuẩn bị hai cái bản dạ khác nhau để cho quý anh chị xem nhá. Một cái là bản dạ thừng và một cái là cái bản dạ hoa lá tây thông thường. Thì với cái bản dạ ở đây, quý anh chị nhìn từ cạnh trên xuống này cho dễ nhìn này. Đó. Một bên là cái bản dạ 4 phân và một bên là bản dạ 2 phân rưỡi cho tới 3 phân sẽ tùy lô nhá. Ở đây là cơ sở bên em làm là vai 3 phân nhá. Còn có những loại vai chỉ có 2 phân và 2 phân rưỡi thôi. Đó là về chi tiết về bộ vai. Với bộ bàn này, cơ sở Mộc Nam Huy cũng có rất nhiều các cái chi tiết đặc biệt. Ví dụ như các phần chân. Đây là các bản chân trụ đặc nguyên khối, có đường kính là 27 phân và chân dâu được làm với độ dày là 10 phân. Đó, đây là một chi tiết rất quan trọng và nó trực tiếp giúp cho các cái phần chân này cứng cáp và khỏe khoắn hơn. Kết hợp với tiêu chuẩn này thì có một cây thanh nối được làm với cái độ dày là từ 6 cho tới 7 phân, sẽ là tùy từng lô mà bên em sẽ cân đối một cách gọi là tối đa cho quý anh chị nhé. Đó là về phần bàn và phần chân, những cái chi tiết đặc biệt của bàn và chân. Tiếp theo thì bên em sẽ giới thiệu đến quý anh chị về ghế nhé. Một bộ bàn thì sẽ có thông thường sẽ là 8 cái ghế. Ở đây cơ sở Mộc Nam Huy đã làm cái sản phẩm là khi mà đã làm á, là bên em làm rất là kỹ. Đầu tiên thì là các bản vách tựa. Đây là cái chi tiết đầu tiên, là một chi tiết đặc biệt mà gần như là chưa có cơ sở nào làm. Vách tựa ở đây Mộc Nam Huy làm hoàn toàn là gỗ gõ Lào hết. Và vân của nó thì anh chị có thể xem rồi, rất là đẹp nhá. Và mặt ghế ở đây cơ sở Mộc Nam Huy cho anh em làm với các cái bản mặt có độ dày liền hoàn toàn, mặt là 3 phân. Đây là một cái tiêu chuẩn rất cao. Và ở đây thì là sản phẩm mộc cho nên là nó cũng chưa được sạch sẽ lắm quý anh chị nhá. Đó, và các cái đường nét keo mộng được làm rất là kỹ, rất là đẹp. Đó là về form dáng của cái ghế này. Một số những cái tiêu chuẩn mà nếu như quý anh chị hiện giờ thì cũng hơi là tiếc một chút, do là Mộc Nam Huy không có cái tiêu chuẩn ghế thấp hơn để mà so sánh với cho quý anh chị xem một cách trực tiếp. Tuy nhiên qua cái cách diễn đạt, qua cách chia sẻ của Mộc Nam Huy vừa rồi, quý anh chị có thể phần nào hiểu được. Còn em sẽ hẹn quý anh chị vào một cái video kế tiếp khi mà em có các cái tiêu chuẩn thấp hơn để quay cho quý anh chị. Tiếp đến cái tiêu chuẩn về cái mặt ghế dày 3 phân. Đây là một cái tiêu chuẩn mà chắc là nhiều khi quý anh chị xem video anh chị không để ý. Tại vì trên thị trường cũng có những cái bản mặt ván có độ dày khoảng 1 phân rưỡi thôi. Thì cũng đã là hàng VIP rồi. Tuy nhiên ở đây cơ sở Mộc Nam Huy làm là tiêu chuẩn 3 phân. Quý anh chị xin lưu ý nhé. 3 phân là rất là dày và cứng cáp ở đấy. Ở đây thì em sẽ tháo rời cái mặt ra cho quý anh chị xem này. Đó, một cái bản mặt rất là to, rất là dày, cứng cáp chắc chắn. Với cái tiêu chuẩn này thì quý anh chị không phải lo là ngồi nó có cứng hay là không quý anh chị nhá. Bởi vì nó quá là cứng, quá là chắc chắn rồi. Đó. Tiếp theo, tiêu chuẩn của những cái bộ ghế này thì cơ sở luôn luôn sẽ làm mộng mẹo thật là kỹ, thật là kín. Và
Tiêu chuẩn ở đây, cơ sở Mộc Nam Huy cũng cho bắt vít từ dưới lên để không có bị hở các cái phần mặt quý anh chị nhá. Đó, để mặt bàn nó không có hở. Vâng, và đó là sơ qua về những chiếc ghế này và về các cái tiêu chuẩn của những cái bộ bàn này bên cơ sở Mộc Nam Huy. Và cái tiêu chuẩn của bàn Oven ở đây, cơ sở làm với giá hoàn thiện đó là 34 triệu, quý anh chị nhá. Ở 34 triệu thì quý anh chị có thể tùy ý lựa chọn là bàn oven chữ nhật hay là hình bánh tây để tùy ý. Chân thì sẽ có hai kiểu, chân hai dâu hoặc là chân ba dâu. Trừ khi quý anh chị yêu cầu cái phần chân sư tử thì giá nó sẽ cao hơn là 1 triệu. Đó, và đó là Mộc Nam Huy sơ qua đến quý anh chị về những cái chi tiết mà nó khác biệt. Vui lòng quý anh chị hãy để ý nhá. Các cái chân trụ ở đây Mộc Nam Huy làm to hơn. Đường kính của nó là 27 phân. Xin lưu ý nhé, thông thường là chỉ có 22, 23 thôi. Và chân dâu là chân dâu dày 10 phân. Vai của bàn, vai là cái vai, cái dạ đấy, là cơ sở làm với độ dày là 4 phân nhá. Độ đục rất là sâu, rất là dày, chứ không phải là các cái bản vai 2 phân, 2 phân rưỡi như thị trường. Và mặt ghế là mặt 3 phân, đi kèm với các cái tiêu chuẩn vân đẹp. Và đó là những cái lý do mà khi mà khách hàng đã xem clip của cơ sở Mộc Nam Huy mà đã kết các cái tiêu chuẩn này thì chắc chắn là sẽ lựa chọn. Thì chỉ có cái là lựa chọn theo kiểu bàn gì hoặc lựa chọn cái ghế gì mà thôi. Chứ thực sự riêng cơ sở Mộc Nam Huy, riêng về bàn ăn, bên em được khách hàng cực kỳ là ưng ý luôn. Và đặc biệt nữa đó là cơ sở sẽ để nguyên mộc nhá. Vì bên em là cơ sở mộc, xưởng mộc nên là bên em sẽ để hàng mộc để phục vụ quý anh chị kiểm tra và ký nhận đúng gỗ, đúng chất lượng, sau đó rồi mới sơn, hoàn thiện và bàn giao. Vâng, xin được cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip này với cơ sở đồ gỗ Mộc Nam Huy. Quý anh chị có nhu cầu xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến xưởng qua hai số điện thoại được ghi trực tiếp trên màn hình nhé.